Thưa quý vị và các bạn, nhằm góp phần tạo hiệu quả tích cực trong giải quyết thủ tục hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, xã Hùng Việt, huyện Hòa An đã đang tích cực đẩy mạnh triển khai dịch vụ công trực tuyến nhằm mang lại hiệu quả thiết thực. Sau đây là ghi nhận tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ tại Ủy ban Nhân dân xã Hùng Việt, huyện Hòa An. Khác với những năm trước, bắt đầu từ cuối năm 2023, người dân trên địa bàn xã Hùng Việt khi đến bộ phận một cửa của Ủy ban Nhân dân xã Hùng Việt đều được hướng dẫn thực hiện trực tuyến trên cổng dịch vụ. Người dân chỉ cần có điện thoại smartphone, iPad đăng ký mạng Internet và có thể làm ở bất cứ đâu. Điều này đã giúp người dân không phải chờ đợi khi đến làm các giấy tờ thủ tục. Anh Ngô Văn Vinh là một trong những công dân trẻ của xã Hùng Việt và biết đến những tiện ích của dịch vụ công trực tuyến, cũng như việc tích hợp các giấy tờ trên thẻ căn cước công dân. Những gì mình chưa biết thì họ thì cán bộ cũng bảo và cách chỉ cách cho mình làm. Và những gì mình chưa hiểu thêm nữa thì cán bộ lại hướng dẫn từng chi tiết chỉ bảo mình làm. Vâng, em cảm thấy hài lòng. Những cái giấy tờ về ví dụ như là thẻ căn cước ấy, bây giờ nó cũng thay đổi rồi thì đi đâu cũng tiện và dễ chị ạ. Em cảm thấy hài lòng hơn. Trước đây, người dân trên địa bàn còn tâm lý e ngại khi thực hiện thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến, đặc biệt trên địa bàn xã có 3 xóm vùng 3 còn nhiều khó khăn. Đồng thời, cơ sở hạ tầng, trang thiết bị còn thiếu. Vì vậy, để thực hiện dịch vụ công trực tuyến là việc vô cùng khó khăn với chính quyền địa phương. Về tâm lý người dân thì cơ bản là còn e ngại, chưa mạnh dạn thực hiện các thủ tục hành chính trực tuyến, mà đa số người dân là muốn đến gặp cán bộ công chức trực tiếp để làm các thủ tục hành chính ở tại xã. Thứ hai nữa thì về cái trình độ dân trí không đồng đều, do đó cũng ảnh hưởng rất nhiều đến cái công tác cải cách hành chính. Thứ ba nữa thì ở cái chỗ bộ phận người dân hiện nay là cũng chưa dùng cái điện thoại thông minh và cũng chưa kích hoạt cái mã định danh điện tử và cũng như là chưa tích hợp định danh điện tử mức độ 2. Về phía hệ thống phần mềm và kinh phí tổ chức thực hiện. Còn đối với hệ thống phần mềm iGate thì trong cái quy trình trên hệ thống một số thủ tục thuộc lĩnh vực chứng thực thì thiếu cái bước trình lãnh đạo phê duyệt, cũng chưa có cái nguồn ngân sách phân bổ riêng cho cái công tác cải cách hành chính này. Từ những khó khăn đó, xã đã họp bàn, phân tích và đưa ra các giải pháp để thực hiện các nhiệm vụ trên tất cả các lĩnh vực cải cách hành chính, đẩy mạnh thực hiện mô hình một cửa liên thông theo hướng hiện đại để tập trung các đầu mối giải quyết thủ tục hành chính từ cán bộ, công chức chuyên môn về một đầu mối tại Ủy ban Nhân dân xã thông qua bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nhằm tạo ra sự phối hợp chặt chẽ, đảm bảo tính thông suốt và giải quyết nhanh thủ tục hành chính. Hiệu quả của việc giải quyết các thủ tục hành chính theo cơ chế này đã làm cho công tác cải cách hành chính ở xã Hùng Việt trở nên dân chủ, minh bạch, có tính chuyên nghiệp, mang lại sự thuận tiện cho người dân và tổ chức. Đối với Ủy ban xã Hùng Việt thì việc tiếp nhận và trả hồ sơ kết quả thủ tục hành chính thì được các công chức bộ của bộ phận một cửa sẽ tiếp nhận, thụ lý giải quyết và trình lãnh đạo phê duyệt kết quả và trả kết quả cho người dân. Và đối với Ủy ban xã Hùng Việt thì là 100% hồ sơ thuộc thẩm quyền giải quyết thì sẽ được thực hiện theo nguyên tắc 4 tại chỗ, đó là tiếp nhận tại chỗ, thụ lý giải quyết tại chỗ và phê duyệt kết quả tại chỗ và trả kết quả tại chỗ cho người dân. Đối với xã Hùng Việt thì còn có 2 xóm vùng 3 là xóm vùng khó khăn. Thì đối với những bà con xóm vùng 3 thì còn có ví dụ một số người cũng chưa có điện thoại thông minh này và cũng chưa biết chữ, thì là cán bộ công chức của xã thì cũng tích cực tuyên truyền đến người dân và hỗ trợ người dân trong thực hiện tờ khai và thực hiện cái thủ tục hành chính dịch vụ công trực tuyến. Thì trong năm 2024 thì Ủy ban xã có bố trí máy tính tại bộ phận một cửa và máy scan tại bộ phận một cửa, thì cán bộ công chức sẽ tại bộ phận một cửa thay nhau hỗ trợ, hướng dẫn và tuyên truyền người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3-4. Và có những người công dân trẻ thì có tài khoản ngân hàng, tài khoản
ví điện tử thì cũng tuyên truyền và hỗ trợ người dân sẽ nộp phí và lệ phí qua hình thức trực tuyến luôn. Từ việc nhận thức đúng đắn về công tác cải cách hành chính, nâng cao chất lượng công vụ, thời gian qua, chính quyền xã đã có nhiều nỗ lực góp phần thực hiện tốt công tác cải cách hành chính. Trong đó, xã đã chủ động rà soát hệ thống lại các quy định, quy chế làm việc để điều chỉnh, bổ sung phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ mới, xây dựng chương trình công tác cải cách hành chính hàng năm, tích cực cải tiến yêu cầu cải cách thủ tục hành chính, tuyên truyền và hướng dẫn người dân thực hiện các thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. Tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân, cùng thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ cải cách hành chính và cái nhiệm vụ kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh đã đề ra theo kế hoạch của xã nhà, rồi đảm bảo nguồn lực cho công tác cải cách hành chính từ nguồn chi thường xuyên của xã, rồi bố trí máy tính, máy scan tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính, chỉ đạo công chức chuyên môn, tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và thực hiện thanh toán lệ phí với những hồ sơ, thủ tục đủ điều kiện để thanh toán trực tuyến. Rồi số hóa kết quả hồ sơ thủ tục hành chính đưa vào dữ liệu cá nhân, tổ chức nhằm khai thác sử dụng lại thông tin dữ liệu được số hóa. Rồi phân công lịch trực của lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính được thực hiện 100% các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Ủy ban Nhân dân cấp xã, thực hiện theo nguyên tắc 4 tại chỗ, đảm bảo giải quyết hồ sơ không để tồn đọng, trễ hạn. Mục tiêu quan trọng của mô hình một cửa liên thông theo hướng hiện đại là chủ động phục vụ người dân theo hướng công khai. Công khai về thủ tục, thời gian, lệ phí, về thẩm quyền giải quyết và hiện đại là hiện đại về thiết bị công nghệ, con người, quy trình và phương pháp. Vì vậy, trong quý 1 năm 2024, bộ phận một cửa của xã đã tiếp nhận và giải quyết 100% cho hơn 100 thủ tục hành chính qua hình thức trực tuyến, không có tình trạng hồ sơ trễ hạn. Trên thực tế, có nhiều loại hồ sơ hành chính có liên quan đến thẩm quyền giải quyết của nhiều cấp, nhiều cơ quan phải qua nhiều đầu mối mới có kết quả cuối cùng. Xây dựng cơ chế một cửa liên thông theo hướng hiện đại đặt ra yêu cầu các cơ quan nhà nước có trách nhiệm phối hợp trong quy trình xử lý hồ sơ, không để tổ chức, công dân phải cầm hồ sơ đi từ cơ quan này tới cơ quan khác. Đối với cán bộ công chức thì cũng đây là một cái phần công việc và đây là cũng nếu mà để hướng tới tương lai sẽ thực hiện thuận lợi và nhanh chóng hơn đấy, phải hỗ trợ người dân. Còn đối với người dân thì là nếu mà để thực hiện được cái dịch vụ công trực tuyến mức độ 3-4 ấy thì thứ nhất là mang lại cái giảm cắt giảm chi phí đi lại cho người dân trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính. Và thứ hai là giúp người dân sẽ chủ động hơn, có thể là tối hoặc là lúc nào mình rảnh thì có thể là vào dịch vụ công trực tuyến quốc gia để nộp hồ sơ thuận lợi hơn. Và mình có thể đang làm việc gì đó mình cần thì mình cũng có thể là dùng điện thoại thông minh hoặc là máy tính thì mình có thể nộp hồ sơ trực tuyến và có thể nhận hồ sơ qua dịch vụ công, dịch vụ bưu chính công ích hoặc là đến bộ phận một cửa để lấy kết quả thì nó sẽ chủ động thời gian hơn. Triển khai dịch vụ công trực tuyến ở cấp xã nói riêng là nhiệm vụ mới và khó. Cán bộ tiếp nhận phải không ngừng nâng cao trình độ, kỹ năng, bắt nhịp với công nghệ để hỗ trợ người dân. Vì vậy, theo chính quyền địa phương, để thực hiện tốt nhiệm vụ này, các cấp, các ngành cần phải có những giải pháp mới, khắc phục những khó khăn, hạn chế mà các địa phương đang gặp phải. Đề nghị là bộ phân bổ kinh phí riêng cho cái việc thực hiện công tác cải cách hành chính, rồi mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng hàng năm cho cán bộ công chức thực hiện nhiệm vụ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính, rồi trang bị máy tính và đường truyền Internet, thiết bị Wi-Fi cho các xóm để người dân có thể dễ dàng tiếp cận và làm quen. Tiếp theo nữa là đề nghị viết bổ sung hoàn thiện quy trình trên hệ thống phần mềm iGate các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực chứng thực và tích hợp biên lai điện tử để dễ dàng xuất hóa đơn lệ phí cho công dân. Rồi đề nghị Bộ Tư pháp
xem xét xử lý, hoàn thiện phần mềm hộ tịch còn vướng mắc mà đã được nêu cái phần khó khăn nêu trên, phối hợp với Bộ Công an xem xét khắc phục về tiến độ nội dung cấp số định danh cá nhân cho trẻ em đã được khai sinh của giai đoạn 1 từ năm 2016 đến 2018. Cung cấp dịch vụ công trực tuyến là một trong những chỉ số đo lường quan trọng trong phát triển chính quyền điện tử, tiến tới xây dựng chính quyền số, hướng đến phục vụ người dân tốt hơn. Từ cách làm và sự chuyển biến mạnh mẽ như ở xã Hùng Việt, huyện Hòa An, khẳng định nơi nào có sự vào cuộc quyết liệt của người đứng đầu thì nơi đó sẽ thực hiện hiệu quả hơn. Chuyên mục Cải cách hành chính đến đây xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.